vinh dự khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Sa Cát. Chúng tôi là kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì ông công ông táo là các vị thần bếp có nhiệm vụ trông nom, quan sát và cai quản cuộc sống của toàn bộ gia đình. Cứ đến 2-3 tháng chạp hàng năm, táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Trong đời sống tâm linh của người Việt, cúng ông công ông táo đã là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng nắm được những phong tục cúng lễ truyền thống và các sai lầm cấm kỵ cần tránh để việc cúng lễ được diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi sẽ phân tích cụ thể điều này trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đại kỵ cúng ông công ông táo tuyệt đối tránh kẻo sức họa vào thân. Những sai lầm khi cúng táo quân cần tránh không phạm phải, kẻo chuốc lấy tai họa cho gia đình. Đồ cúng lễ chuẩn bị không chu đáo. Cúng táo quân mâm cao cỗ đầy không bằng tâm thành kính. Việc cúng lễ quý ở thành tâm, đồ cúng lễ 2-3 tháng chạp không quá cầu kỳ nhưng cần sự chu đáo tỉ mỉ để không bỏ sót điều này. Mâm lễ cúng ông công ông táo có thể là lễ chay, cũng có thể lễ mặn tùy theo điều kiện của gia đình. Đồ vàng mã cũng vậy, không cần phải quá nhiều cốt ở đủ đầy. Theo tích xưa, các táo ở đây là 2 táo quân và 1 táo bà. Vì thế gia chủ cần chú ý chuẩn bị đủ 3 bộ mũ áo vàng mã cho 3 vị. Đồ vàng mã sẽ được hóa cho các vị thần linh sau khi lễ cúng hoàn thành. Tùy theo từng địa phương mà khi cúng ông công ông táo có nơi dâng ngựa vàng mã có đầy đủ yên cương. Song ở hầu hết các nơi thì người dân sẽ chuẩn bị 3 con cá chép thật và 3 con cá chép giấy để làm ngựa tiễn táo về trời. Số lượng cá không nên quá ít, 3 con là đủ, cũng không nên mua quá nhiều cá chép thật. Nếu có ý định thả phóng sinh thì nên có kế hoạch từ trước để chọn nơi thả phóng sinh cho phù hợp. 2. Tiến hành cúng lễ quá muộn. Thời gian cúng lễ táo quân không quá nghiêm ngặt, có thể làm lễ từ 21 tháng chạp nhưng nhất thiết không được làm lễ quá muộn. Từ 23 giờ đêm ngày 23 tháng chạp trở đi đã được tính sang ngày mới. Nếu làm lễ cúng vào thời điểm này thì không đúng với phong tục là điều kiêng kỵ. Khi cúng ông công ông táo không được quên. Theo quan niệm dân gian, từ 12 giờ trưa ngày 23 tháng chạp là thời điểm các táo bay về trời. Tuy nhiên theo thời gian thì quan niệm này cũng dần thay đổi tùy theo điều kiện của gia đình mà làm lễ cúng. Vẫn có gia đình làm lễ vào tối ngày 23, có điều tốt nhất là gia chủ nên sắp xếp công việc để làm lễ cúng trong khoảng thời gian phù hợp, có thể là từ 21 tháng chạp đến trước 12 giờ ngày 23 tháng chạp. Khi hương cháy được hết 2/3 cây thì coi như lễ cúng hoàn thành, gia chủ có thể hóa vàng, thả cá phóng sinh để tiễn táo về trời. 3. Đặt mâm lễ sai nơi thờ cúng. Nhiều người thắc mắc nên làm lễ cúng ông công ông táo ở đâu, trên bàn thờ hay ở dưới bếp. Sở dĩ có câu hỏi này là vì, theo tích xưa kể lại, ông táo cai quản việc bếp núc trong nhà, người dân theo đó mà luận ra rằng nên thờ cúng ông táo dưới bếp. Có điều, thờ cúng là việc linh thiêng, không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đặt mâm lễ mà cúng bái. Điều đó có thể khiến cho thần linh, thần Phật của trách. Điều đó có thể khiến cho thần linh Phật ý bởi gia chủ có phần tùy tiện, không đủ thành tâm. Nếu gia chủ có ban thờ táo quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ. Chính bởi theo quan niệm dân gian thì ông công là thần thổ công, cai quản đất đai trong nhà. Cúng ông công, ông táo thì phải chú ý điều này. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Bếp là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. Bàn thờ chính của gia đình là nơi thờ phụng các vị thần linh, đặt mâm lễ cúng ở đây mới thể hiện lòng thành kính của gia chủ với các vị thần. 4. Ném cá chép từ trên cao xuống. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sinh cá đúng cách mang ý nghĩa công đức rất lớn. Tuy nhiên thả cá chép thế nào cho đúng ý nghĩa tâm linh và đúng mục đích bảo vệ môi trường thì không phải ai cũng hiểu và biết đầy đủ. Theo chỉ dẫn của Thượng tọa, khi thả cá nên dùng tay từ từ nghiêng miệng túi ni lông hoặc đổ đựng cá xuống nước để cá tự bơi ra. Nếu không thì ta đặt cá vào lòng bàn tay, thả nhẹ nhàng xuống nước. Thao tác nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, tuyệt đối không đứng ở chân thành cầu hay các địa điểm trên cao ném cá xuống. Hành động đó rất xấu xí và cá thả xuống có thể không sống được. Người dân cũng không nên phóng sinh cá ở những môi trường bị ô nhiễm vì cá sẽ có ít cơ hội để sống sót. Ngoài ra có nhiều gia đình thường chủ quan và nghĩ rằng việc phóng sinh cá là không cần thiết nên bắt cá chép dán lên để cúng táo quân mà không biết rằng đây chính là một trong những điều đại kỵ khi cúng ông công ông táo mà các gia đình không nên làm. 5. Cầu khấn sai ý nghĩa lễ cúng.
Có thể nhiều người quên mất ý nghĩa thực sự của lễ cúng ông Công ông Táo là để tiễn các táo quân lên thiên đình, báo cáo tình hình của gia đình trong suốt một năm vừa qua với Ngọc Hoàng. Trong lễ cúng này, gia chủ nếu có cầu khấn gì thì chỉ nên xin các táo thương tình, giơ cao đánh khẽ, báo cáo những việc tốt đẹp và xin với Ngọc Hoàng phù hộ cho năm mới bình an mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của ngày cúng ông Công ông Táo, bày tỏ một nguyện vọng của mình một cách quá tham lam. Như đã nói, ngày lễ cúng này tiễn các vị thần về chầu trời, các vị táo quân canh giữ cuộc sống của gia đình trong năm qua sẽ tâu với Ngọc Hoàng về những chuyện tốt xấu của gia chủ, chứ không đề cập đến vấn đề tài lộc. Chính bởi vậy, khi cầu khấn trong nghi lễ, bạn nên tránh xin tài lộc để tránh làm phật lòng các vị thần linh. 6. Những món kiêng dâng cúng ông Công ông Táo. Về cỗ cúng ông Công ông Táo thì tùy thuộc vào điều kiện của gia chủ, có thể lễ chay, lễ mặn đều được. Lễ chay thì gồm có giấy vàng, giấy bạc, tờ tiền, cau, trầu, nước và hoa quả. Lễ mặn thì gồm giò, chả, chân giò, xôi và các món ăn cổ truyền khác. Tuy nhiên có một số loại thịt người ta kiêng, không đem cúng như là các món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, bò, dê, chó. 7. Không nên cúng tiền âm phủ. Nhiều gia đình thường có quan niệm vô cùng sai lầm khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã về đốt, bày thật nhiều bên cạnh mâm cỗ và họ tin rằng điều này sẽ giúp cho họ được ban thật nhiều phước lành và những chuyện xấu trong năm cũ được xóa nhòa bởi những vật chất này. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa trị sinh cho rằng, khi cúng ông Công ông Táo, gia chủ tuyệt đối không nên đốt tiền âm phủ vì ông Công ông Táo là thần tiên, không phải vong hồn người âm. Tuy nhiên điều này không chỉ gây tốn kém tiền của, không có lợi ích, mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Quý vị thân mến, phong tục thờ cúng táo quân của người Việt là một tín ngưỡng văn hóa dân gian, chứa đựng nhiều điều tốt đẹp. Người dân cúng táo quân ngày 23 tháng Chạp mong cầu các táo giúp họ giữ bếp lửa, gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Để lễ táo quân thể hiện được lòng thành kính tốt đẹp của gia chủ dâng lên thần linh, chúng ta cần tìm hiểu một cách chính xác về phong tục này, đồng thời tránh phạm phải các sai lầm đáng tiếc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo quan niệm dân gian, việc thờ cúng cốt ở thành tâm, nhưng mỗi ngày lễ Tết thường có những nguyên tắc đặc trưng mà bạn nên biết để làm đúng phong tục truyền thống. 1. Trang phục cúng ông Công ông Táo. Trước khi sắp mâm cỗ cúng ông Táo, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cúng táo quân gồm có 3 chiếc mũ táo quân, 2 chiếc mũ ông Táo có cánh chuồn, 1 chiếc mũ bà Táo không có cánh chuồn. Cả 3 mũ đều được trang trí lóng lánh và sặc sỡ. Ở nhiều nơi, người ta sử dụng một chiếc mũ có cánh chuồn để tượng trưng kèm theo áo và đôi hia giấy. Màu sắc áo mũ của ông Công ông Táo thay đổi theo ngũ hành, bên cạnh đó là hoa quả, bánh kẹo, trà, rượu, trầu cau, vàng mã. Vào sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, gia chủ làm lễ bao sái, lễ sửa bát hương. Với sự kính cẩn và thành tâm, bát hương được lau sạch sẽ, để lại 3 chân hương đẹp nhất. Lễ sửa bát hương thường chỉ thực hiện một lần duy nhất trong năm vào ngày 23 tháng Chạp. Gia chủ ăn mặc chỉnh tề, lên hương án và khấn. 2. Mâm cỗ mặn cúng táo quân. Mỗi gia đình cần chuẩn bị một mâm cỗ cúng thật chu đáo và đẹp mắt. Khi làm lễ cúng táo quân thì đọc cả văn khấn táo quân để tiễn các ngài. Theo truyền thống, mâm cơm sẽ gồm các món ăn quen thuộc dưới đây. Thịt lợn luộc. Đây là món quan trọng nhất dùng để dâng cúng táo quân. Thịt lợn luộc dùng để sắp mâm cỗ cúng ông Táo nên là thịt vai hoặc gáy. Khi thắp hương, miếng thịt cần để nguyên, tuyệt đối không được thái miếng. Một món canh. Canh là món không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo. Món canh thường được các gia đình nấu để dâng cúng là canh măng, canh khoai hoặc canh mọc. Một món rau xào cũng giúp mâm cỗ ông Táo thêm đầy đủ. Một món rau xào cũng giúp mâm cỗ cúng ông Táo thêm đầy đủ. Bạn có thể nấu những món xào quen thuộc như su su hay su hào. Tuy nhiên vì dùng để cúng nên thường không cho tỏi vào khi xào nấu. Một đĩa muối. Muối là thứ tượng trưng cho sự may mắn trong mâm cơm để cúng ông Táo, cũng không thể thiếu một đĩa muối. Hãy chuẩn bị một đĩa muối tinh đặt lên mâm để cúng. Hoa quả vàng mã là những thứ không thể thiếu để cúng ông Công ông Táo. Ngoài bộ áo mũ dành cho táo quân kể trên, bạn cần mua thêm tiền vàng hoặc loại vàng nén để hóa cho ông Công ông Táo làm lệ phí đi đường. 3. Chỉ cúng táo quân trong phạm vi gia đình. Theo giáo sư sử học Lê Văn Lan, cúng táo quân có 2 tầng ý nghĩa. Ý nghĩa khởi nguồn của nó là bếp lửa tượng trưng cho sự ấm áp, no đủ của các tộc người. Sau này dựa trên các sở thích liên quan đến bếp lửa, dân gian mới sáng tạo ra câu chuyện hai ông một bà, thần đất, thần nhà, thần bếp và vẫn mang ý nghĩa mong một cuộc sống no đủ, bếp nhà luôn đỏ lửa. Dù ở tầng ý nghĩa nào thì tục cúng táo quân cũng là nét đẹp văn hóa của người dân Việt và cần được giữ gìn phát huy.
Việc cúng táo quân chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình với mâm cơm canh thanh sạch và ba con cá chép, phương tiện để táo quân lên chầu trời, báo cáo công việc của gia đình năm qua, người dân không nên cúng táo quân ở nơi thờ chung của cộng đồng. 4. Văn khấn cúng táo quân. Trích dẫn từ cuốn Văn khấn nôm truyền thống, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, tín chủ chúng con là 3 chấm, ngụ tại 3 chấm. Nhân ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, sim hài áo mũ, nghi lễ cung trần dâng lên trước án, hiến cúng tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời Ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Phong theo lệ cũ, Ngài là vị chủ ngữ tại gia thần, soi xét lòng trần táo quân chứng giám. Trong năm sai phạm các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần ra ân châm trước, ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái, giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám, cẩn cáo. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. 5. Càng chi nhiều tiền để cúng táo quân thì càng được thần linh phù hộ, điều này có đúng hay không? Phong tục thờ cúng táo quân là một tín ngưỡng văn hóa dân gian, tín ngưỡng này giàu ý nghĩa nhân văn, hướng con người ta tích cực làm việc tốt, sống lương thiện. Nhưng ngày nay tục lệ này cũng đang bị biến tướng, hiểu sai dẫn đến mê tín dị đoan. Các chuyên gia văn hóa cho rằng lễ cúng táo quân theo truyền thống đơn giản chỉ cần mâm cơm, chè ngọt, trầu cau, hoa quả. Nhưng ngày nay nhiều gia đình cầu kỳ trong sắm lễ bày biện lễ là quá tốn kém. Đành rằng phú quý sinh lễ nghĩa nhưng cũng cần phải có nhận thức đúng đắn, thay vì quá tốn kém mua đồ mã để đốt thì dùng số tiền đó để làm việc thiện, tạo phước lành sẽ được hưởng nhân quả tốt hơn. Nhiều năm gần đây không hiếm cảnh có gia đình bỏ hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tiền mua vàng mã về đốt với niềm tin rằng dâng mâm cao cỗ đầy sẽ được táo quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Điều này không chỉ gây tốn kém tiền của mà còn ảnh hưởng đến môi trường và là điều kiện để các thầy tâm linh trá hình trục lợi thông qua dọa nạt các tín chủ lắm tiền nhiều tật. Nhìn chung, việc cúng táo quân là cách làm tốt nhất nếu các gia đình nào thực sự có điều kiện kinh tế tốt thì ngày này là ngày nên làm điều thiện. Thay vì sắm lễ quá lớn thì hãy đặt lễ tiền mặt, tức là tiền thật. Sau khi cúng xong, xin lễ tiền đó đi làm việc thiện như giúp đỡ người nghèo, người có bệnh nặng tại bệnh viện, người lang thang cơ nhỡ, các cháu ở trại trẻ mồ côi. Việc hành thiện đó sẽ mang lại nhiều phước lớn cho các gia chủ để hóa giải cho những tai ương, nghiệp xấu của năm mới sắp tới. Cũng do nhiều quan niệm nên nhiều người tự cho rằng phải như thế này rồi thế kia và áp đặt người khác làm vậy mới đúng, và hù dọa không làm thế sẽ bị này bị kia, nhất là những tín đồ mê tín và những thầy cúng với nhiều tà tâm tuyên truyền điều sai lệch. Sự thật là không cần quá lo lắng khi mọi việc tâm linh xuất phát từ tâm tốt. Sự đúng sai trong thờ tự nếu để tâm quá nhiều thì sẽ gây nhiễu loạn tâm trí, có nhiều cách thức cúng lễ khác nhau. Tại nhiều nơi, chính là do văn hóa truyền thống của người Việt từ ngàn xưa để lại. Theo phong tục, từng khu vực sinh hoạt, khi tâm sáng thì mọi sự sẽ sáng, tâm thành thì mọi sự sẽ thành. Tuy nhiên, trường hợp bạn có niềm tin lớn đối với việc này thì cũng nên tham khảo để thực hiện thật tốt cho yên tâm và nhẹ nhõm tinh thần. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về những nguyên tắc cần lưu ý khi thực hiện lễ cúng táo quân. Các bạn hãy đặc biệt lưu ý để bảo tồn được sự linh thiêng và nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời này nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.